thưa quý vị ngày hôm nay tôi tiếp tục trở lại chia sẻ gửi tới quý vị với một câu chuyện mẹ chồng nàng dâu như thế này mẹ chồng bật khóc khi chứng kiến cảnh cô con dâu hỗn láo làm chuyện đó ngoài trời mưa to gió lớn và con dâu của bà đã làm một chuyện gì thì sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng tôi lắng nghe theo dõi chi tiết của câu chuyện này. Nhìn cảnh ấy, mẹ chồng Thu đã không cầm được nước mắt. Suốt thời gian qua ở bên con dâu, bà hiểu được đây chính là món quà quý giá mà ông trời mang lại cho bà. Từ khi bố chồng Thu qua đời vì báo bệnh, Mẹ chồng cô cũng thay tính đổi nết Mà trở nên khắt khe hơn với con dâu Trong quan điểm nuôi dạy con cái Bà một mực bắt thu phải theo ý bà Khi cô không nghe Bà lớn tiếng tách móc Thậm chí là mắng chửi thu Là loại con dâu hư đốn Thu khóc lóc Hờn tủi Kể cho chồng nghe Chồng cô chỉ xòe xòa Thôi em cố gắng sống sao cho khéo, mẹ già rồi nên trái tính, mình cứ tránh đi còn hơn cãi vã. em cứ quyết tranh luận tới cùng chỉ làm cho bà giận thêm mà thôi. chồng cô nói rồi, Trùng kính chăn để mặc thu ngồi đó một mình. thực lòng cô đã cố gắng để chiều lòng mẹ chồng lắm rồi, nhưng thật là khó. hai năm làm sâu chưa khi nào mẹ chồng hài lòng về Thu cả Cô làm gì cũng bị bà chê Rồi lời ra tiếng vào Cả xóm ai cũng đồn ẩm lên Cảnh nhà cô mẹ chồng con dâu suốt ngày cãi nhau Chồng Thu ở giữa Một bên là mẹ Một bên là vợ khó xử vô cùng Rồi thì Thu sinh con Cô muốn đưa con theo khoa học bây giờ còn mẹ chồng lại nhất quyết chăm cháu theo cách của ông bà ngày xưa vậy là mỗi người một ý lại xích mích lại có nước mắt chảy cuối cùng biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ của mẹ chồng nên thu đành chiều theo ý bà đợi lúc nào bà không có mặt ở đó cô lại chăm con theo cách riêng của mình thời gian cứ thế trôi đi tuy mẹ chồng vẫn chẳng bằng lòng với con dâu Nhưng Thu cũng cố gắng tránh tối đa những va chạm với bà Cô biết dù cô cố gắng thế nào Thì mẹ chồng vẫn không thay đổi suy nghĩ Cô là đứa con dâu sức sượng Vì thi thoảng ra ngoài xóm người ta vẫn nói lại với cô như vậy Rồi một lần không may mẹ chồng Thu ốm một trận gần như liệt người Chỉ còn một bên cử động được vì bà bị tai biến. Nằm đó, nhìn thấy mọi người qua lại, nói cười được, nhưng không thể nào đi lại được. Chẳng biết chị chồng Thu đi xem bói, về nói thế nào lại bảo vì Thu khắc mẹ chồng, nên bà mới ra cứ sự như thế này. Và trong suy nghĩ của bà lúc đó, lại lóe lên nỗi sợ con dâu sẽ cướp mất của cải nhà mình. Vậy nhưng, suốt thời gian ấy bà chứng kiến chỉ có thu là người cận kề chăm sóc bà cơm bưng nước rót nâng lên đặt xuống rồi dọn vệ sinh con trai không thể làm được mấy việc đó còn con gái thì phận đi lấy chồng chỉ qua với mẹ một lúc được một lúc rồi lại về không chỉ như thế thu còn đôn đáo chạy vạy khắp nơi tìm thầy tìm thuốc có những hôm bà sốt cao cô thức trắng đêm không quản mệt mỏi rồi ban ngày lại đi lạ tối về lại cơm nước phục vụ tắm rửa cho bà và chuyện không thể tin được là nhờ có con dâu chăm sóc mà bốn tháng sau bà đã gượng dậy tập đi được đều mà chính bản thân bà cũng không ngờ tới một hôm rễ cây và thuốc lá của mẹ chồng đang phơi ngoài sân thì trời đổ mưa to thuốc ấy tốt lắm mẹ chồng cô mới uống có mấy lần mà đã khỏe lên rất là nhiều chồng cô lại phải theo người ta lên vùng cao cả tuần trời mới lấy về được vậy là dù có đang sốt cao thu vẫn lao ra ngoài gom hết thuốc vào rồi bật bếp lên sao lại để còn hãm cho mẹ uống trong khi cô thì ho sụ sụ nhìn cảnh ấy mẹ chồng thu đã không cầm được nước mắt suốt thời gian qua ở bên con dâu bà hiểu được đây chính là món quà quý giá mà ông trời mang lại cho bà thế mà trước giờ bà lại cứ chê thu là hỗn láo không chịu nghe lời nọ kia suýt nữa bà đã nhìn nhầm con dâu rồi vâng thưa quý vị Cùng một câu chuyện đầy cảm xúc giữa mẹ chồng nàng dâu và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời chia sẻ nhận xét về câu chuyện này và tiếp theo kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai sau một năm sống cùng bộ nhí chồng tôi về cho con năm trăm nghìn đồng sống với nhau hơn chục năm. Bỗng một ngày tôi phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài. Cô ta lại còn mang bầu. Phẫn uất khóc lóc cãi vã đánh nhau đủ cả. Hai gia đình cũng họp mặt nhiều lần khuyên can, dọa nạt chồng tôi không thiếu thứ gì. Thế nhưng anh ta vẫn quyết dứt áo ra đi. Anh ta nói con của anh ta với cô bổ kia không thể bỏ được. Anh ta phải có trách nhiệm chăm lo Thế còn hai đứa con tôi thì sao Chắc chúng nó là con của một mình tôi Anh ta không liên quan Tôi vẫn còn nhớ như in Ngày chồng tôi xách quần áo đi theo cái mà anh ta gọi là tình yêu đích thực của đời mình. Hai con tôi đã lớn, đứa thì học lớp 6, đứa thì học lớp 3. Chúng gào khóc không ngừng ôm chân xin bố đừng bỏ đi thương các con quá nhịn đắng nuốt cay xuống nước xin chồng suy nghĩ lại tôi sẽ tha thứ hết coi như chưa từng có chuyện gì chỉ cần anh ta biết quay đầu bỏ ngoại tai mặc kệ khung cảnh thương tâm đó chồng tôi nhỏ vài giọt nước mắt ôm các con nói bố phải đi rồi nhất quyết không ảnh lại sau đó các con tôi có gọi điều gì nhưng anh ta vẫn hiếm khi nghe máy thật sự nhớ lại những giây phút đó đến giờ tôi vẫn còn sôi sục tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phụ bạc ấy tình nghĩa hơn chục năm qua của chúng tôi bỗng chốc tan thảnh mây khói sau khi chồng tôi dọn về sống với nhân tình không thể chịu đựng được tôi có vài lần đến quậy tung nơi làm việc của anh ta quá xấu hổ bị cấp tên chê trách anh ta đã xin nghỉ việc ở cơ quan theo lời chị chồng tôi kể cặp đôi kia giờ sống khá là khó khăn cô bồ bán hàng online còn anh ta thì làm super nhưng cũng chẳng kiếm được là bao ngày rứt áo ra đi chồng tôi tuyên bố hùng hồn lắm nào là sẽ chu cấp đầy đủ cho các con nào là không làm các con phải khổ ấy thế mà một năm qua anh ta chưa từng gửi tiền về cho tôi tôi có hỏi thì cũng lờ đi đợt nghỉ tết vừa rồi tôi đưa hai cháu về quê nợi chồng tôi cũng mặt dày về đây vì cô vợ hở của anh ta phải ăn tết cùng bố mẹ cô ta chẳng chăm sóc gì cho người tình những ngày nghỉ lễ vì thế trở nên khá gượng gạo không mấy vui vẻ Cả nhà chồng đều đứng về phía tôi Tuyên bố chỉ nhận mình tôi làm dâu Anh ta luôn trong tình trạng khúng đúng, Không dám nhìn ai Và rất ít nói Thỉnh thoảng bố mẹ chị chồng lại móc mỉa Thậm chí quát mắng anh ta Chỉ có hai đứa con của tôi là vẫn rất là yêu bố Ôm ấp quấn quýt bố suốt Chồng tôi cũng vui mừng ra mặt khi thấy các con Tôi ứa nước mắt không dám nhìn cảnh này lâu anh ta rút trong ví hai trăm nghìn đồng cho con chị chồng tôi thấy vậy liền giật ví tự lấy năm trăm nghìn đồng chứ không anh ta không tính đưa chẳng hiểu giờ chồng tôi có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống anh ta tự lựa chọn hay là không vợ con đầy đủ ngoan ngoãn không muốn lại chạy theo nhân tình để rồi mất việc tiền không có không dám ngẩn mặt với ai Thời gian qua Chồng tôi luôn van xin tôi ký giấy ly hôn Và bán căn nhà chung để chia tài sản Nhưng tôi đợi nào cho anh ta được mãn nguyện Bố mẹ chồng cũng ủng hộ tôi làm như thế Nói thật Cuộc sống của tôi hiện rất là vất vả Tôi chỉ làm công nhân nhà máy giày Lương 8 triệu đồng mỗi tháng Chật vật nuôi hai đứa con ăn học Gia đình hai bên thương tôi Nhưng đều nghèo khó Không giúp đỡ được gì nhiều Trước kia, tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng gần 20 triệu thì còn ổn. Giờ bán nhà, tôi và các con biết sống ở đâu? Làm sao tôi có đủ khả năng tìm một nơi khác cho các con? Người chồng bội bạc kia một năm qua chẳng đưa đồng nào. Tôi trông mong gì được? Hết kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm lúc mọi người còn chưa ngủ dậy, chồng tôi đã viết giấy để lại. Anh ta không dám chào tạm biệt ai. Đồng thời xin bố mẹ ba cái bánh trưng mang lên làm quả cho vợ con mới của anh ta. Vâng, một câu chuyện vô cùng ngang trái và cay đắng đối với một người đàn ông như thế này. Tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét và bình luận. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào. Hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.